Em biết được ba thứ tiếng rồi. À, ba thứ tiếng đúng ạ. Tiếng Anh, tiếng Lào và tiếng Việt. Ồ, giỏi quá. Thái. Em ra trường được tiếng Thái luôn hả? Dạ, thì Thái thì nó giống Lào. À, bốn thứ tiếng luôn, giỏi quá rồi. Cơ. Dạ, dạ em đang để đi học thạc sĩ. Học thạc sĩ? Dạ. Ở trời. Ở Hà Nội. Ở Hà Nội. Dạ. Còn mấy ngày nữa là đi. À, hay quá ha. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị à. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại tỉnh phía nam của nước Lào, đó là tỉnh Champasak. Ở đây thì có hai khu chợ lớn ngay tại thành phố Bắc Xế, đó là khu chợ Đào Hương của người Việt và một cái khu chợ nữa đó là khu chợ của người Lào. Và đây là một cái khu chợ bán với rất là nhiều ẩm thực của Lào, cũng như là tất cả các món ngon, cũng như là những cái sản phẩm mà thủ công mỹ nghệ á, mà người Lào làm ra. Thì hôm nay thì Bùi Hồ muốn giới thiệu cho cô bác quý anh chị vào một buổi chiều như thế này, cùng đi chợ với Bùi Hồ trong đây ha. Ở đây là cái khu bán gian hàng đồ nướng, thì mình thấy có cả là bạch tuộc hay là thịt nướng xuyên que nè. Đồ nướng này thì sẽ ăn kèm với lại xôi nếp. Xôi nếp là một trong những cái món ăn khá là phổ biến ngay tại đất nước Lào. Và bây giờ thì mình sẽ qua đây nha cô bác quý anh chị. Ở trong cái khuôn viên này là sẽ bán đồ ăn, bán những cái món ăn nha cô bác quý anh chị. Còn bên đây là chắc có lẽ là gian hàng bán rau củ nè. Vào một buổi chiều như thế này thì chợ cũng khá là nhộn nhịp. Nhân ơi, em qua đây bạn này đang bán số đề. Và đối với việc ở Việt Nam á, phổ biến nhất là bán số kiến thiết. Thì ở đây người ta bán số đề một cách công khai. Và thậm chí thì trước đây Bùi Hồ có qua Viên Chăn quay cho cô bác quý anh chị về cái cảnh mà ghi đề á, ở Lào. Và điều đặc biệt là ở trên đây người ta có để hình những cái hình con vật, có thể đánh 2 số, 4 số hoặc là 6 số. Đây, 2, 3, 4, 5, 6 số. Đây nè, đây là cái hình của tất cả các con vật mà được ghi đề lại. Và người ta sẽ in ra một cái phiếu giống như là cái hóa đơn của tính tiền ở trong những cái nhà hàng ở Việt Nam vậy. Somebody. Đây ví dụ như ở đây là có số con chó nè, có 11, 51 và 91. Con chó thì sẽ chia ra là con chó nhỏ, con chó vừa vừa và con chó to. Con heo thì có 07, 47 và 87. Đây là một cái chú này, chú somebody. Dạ. Cái chú này chắc có lẽ là người ta nằm chiêm bao rồi đó, người ta thấy số rồi người ta sẽ ra đây, người ta nhờ bạn này bán đề. Và đó là cái số tiền á. 5.000, 50.000, 20.000. Màu á. À, sẽ in ra một cái phiếu. À, hay ghê chưa. À, giữ lại một cái biên lai. Đó, ở đây một bàn, ở bên kia một bàn. Và ở bên đây cũng có một bàn nữa nè. Đó. Và ai muốn ghi đề ở đâu thì ghi. Và người ta bán số đề một cách rất là văn minh, công khai. Ở Việt Nam thì sẽ được cho là phạm pháp, thì ở đây thì rất là bình thường luôn, đúng không? Ở đây không biết là một kiếp thì sẽ được trúng được bao nhiêu tiền thôi. Đây. Ở dưới này có nè. Ở đây thì 1.000 kiếp thì sẽ được 60.000.
số á, đúng rồi, đúng 60.000, đúng rồi, giống như số đề Việt Nam mình vậy đó. 3 số thì 1.000 kiếp thì trúng 500.000, 6 số thì trúng 4 triệu 1.000 kiếp á. Thậm chí là đánh số đề có cả Facebook rồi có cả fanpage luôn nè, cũng khá là hay. Somebody, somebody, dạ Việt Nam, cái gì tờ bà chưa Việt Nam. Bình dạ. Không hiểu. Cà tốt tờ bà là đẹp. Đẹp. Cái này đẹp mất mất tìm cho hai phải cái này xuống. Cái này kho bị là bởi hạt xịt bơm hay. Dạ, dạ. Ai mà có nằm chiêm bao nằm mơ gì đó thì sẽ đánh số đề như thế này. Một cái hình thức khá là phổ biến tại Lào luôn á. Dạ. Thôi bây giờ thì mình sẽ đi vô đây cô bác của anh chị. Đó là một trong những cái cách buôn bán của người Lào. Ở đây cũng có nữa nè. Hai bạn này thì sẽ chuẩn bị sẵn hai cái máy mà buôn bán. Somebody. Dạ. Yeah. Đây là cái không gian bán rau củ. Cái trái dưa leo nó to to không à? Đây là một cái khu chợ chiều thôi. Cũng rau củ thì cũng giống giống như ở Việt Nam vậy á. Nên này cà đồ ao mè này. Không phân tụi nè, ao tới đây cà ao ơi. Người Lào cũng tỏ vẻ ra khá là thân thiện. Ở trong clip trước rồi Bùi Hồ có quay cũng có nói á. Thì khi mà gặp những cái ống kính camera như thế này thì họ rất là tự nhiên. Và bây giờ thì mình sẽ vô cái nhà lòng chợ ở đây trước ha. Rồi sau đó là sẽ quay cho cô bác quý anh chị xem. Đây là cái khu chợ của người Lào. Một cái khu chợ lớn nhất ở tỉnh Champasak, ngay tại thành phố Bắc Xế của người Lào. Còn chợ Đào Hương là khu chợ của người Việt. Ở đây là cái gian hàng bán đồ nướng, gồm có chim cút nè, gà nè, cá nè, kể cả hộp gà nướng xiên que luôn. Bên đây thì bán gạo nếp. Đây là những cái cối mà đâm đu đủ dầm á. Ở Lào thì được gọi là cái món tum sụm, một cái món ăn khá là phổ biến của người Lào. Somebody. Người Lào đấy, cô bác quý anh chị đấy, mỗi khi mà Bùi Hồ gặp thì thường nói một cái câu đó là somebody, có nghĩa là xin chào, thì họ sẵn sàng chào lại với mình. Bên đây là gian hàng bán muối, đường, bột ngọt, nước mắm và kể cả có trái cây. Đây là bán táo. Dạ. Táo Việt Nam. Lào. Lào. Lào là. Thôi thì bây giờ bữa họ sẽ qua đó ha. Còn bên đây là gian hàng bán quần áo. Ở đây chắc có lẽ là cái khu chợ này thì người dân ở đây cũng khá là giàu, khi mà thấy phương tiện đa số là ô tô nè. Thank you.
đây như là chị này bán tất cả các loại chè. Dạ. Xù xáo Việt Nam. À Việt Nam ạ. Dạ lấy nước gì ăn ạ? Ồ em người Việt Nam hả? Dạ em nói được tiếng Việt ạ. Gì hả? Em là người Lào hả? Em gốc Việt ạ. Gốc Việt hả? Dạ. Nhà gốc Việt lúc trước Việt Kiều. Dạ. Ồ may mắn gặp được em ở đây ha. Em tên gì? Mina. Mina là tên tiếng Lào. Tiếng Lào luôn. Còn tiếng Việt? Mina. Cũng Mina luôn. Dạ. Mina nè. Quê gốc Việt là ba mẹ ở đâu? Ông nội, ba nội là ở Quảng Bình. Quảng Bình. Dạ. Dạ. Đây là con của chị hả? Nhưng mà em là được sinh ra ở đây đúng không? Dạ em sinh từ ba mẹ. Dạ. Từ ba mẹ mà bây giờ là 70 tuổi rồi. À. Ủa em thấy là cái người Việt của mình á thì thường buôn bán nhiều ở cái khu vực gọi là chợ Đào Hương. Thì tại sao mình không xuống gió buôn bán hả chị mà bán ở đây? Không, tại vì trời đây nó có người đông bán nữa. Được. Rồi đến 5 giờ mới đi ra được. À, 5 giờ mới ra đâu? Ra đi số 2. Chợ số 2. Tại vì Đào Hương cũng có người bán kiểu vậy. À. Mình bán đây quen rồi người ta cũng lái xe vô đây mua. À, dạ. Thì chị với lại là em có thường về lại Việt Nam không? Dạ có, em du học Việt Nam ạ. Em du học Việt Nam? Dạ, học Quảng Nam. Em học ngành gì? Em học ngoại ngữ ạ. Ngoại ngữ hả? Dạ, cho anh là một YouTube ở Việt Nam qua đây chơi du lịch. À, thì em có thể cho anh phỏng vấn em một tí xíu được không? Dạ. Em đeo này vô. Em nói em tên gì anh quên rồi. Mina. Dạ. Em qua đây nè. Rồi đứng đây đi. Tí xíu anh sẽ ủng hộ em một ly. Ở đây là nổi tiếng nhất là gì của em á? Bán nước. Có nước sen với là nước nước thật. Cho anh một ly đi. Dạ. À. Em là năm nay là anh xin phép ha. Em năm nay là bao nhiêu rồi? Dạ em 23 tuổi rồi ạ. Em sinh viên vậy là năm 3 hả? Em ra trường, em học trường Đại học Quảng Nam ạ. À em học cái ngành gì? Ngoại ngữ ạ. Ngoại ngữ hả? Dạ. Giỏi quá. Vậy là em biết được 3 thứ tiếng rồi. Dạ. À 3 thứ tiếng ạ, đúng ạ. Tiếng Anh, tiếng Lào và tiếng Việt. Giỏi quá. Thái. Em ra trường được tiếng Thái luôn hả? Dạ, thì Thái thì nói giống Lào. À, 4 thứ tiếng luôn, giỏi quá rồi. Em hiện nay đã làm cái ngành gì ở Lào chưa? Dạ, dạ em đang để đi học thạc sĩ. Học thạc sĩ? Dạ. Ở trời. Ở Hà Nội. Ở Hà Nội. Dạ. Còn mấy ngày nữa là đi. À, hay quá ha. Dạ. Thì em học ở bên đó thì bao lâu mới về một lần? Dạ, thường là 2 năm em về một lần. 2 năm mới về một lần? Dạ. Tết với hè anh ạ. Em học thạc sĩ như vậy thì nhà nước Lào đài thọ hay là gia đình mình tự túc? Có hai loại, giống như em thì em đi bên nhà nước, du học nhà nước được học bổng. Dạ. Giỏi quá. Thôi khỏi đầy nắp đi. Lấy bọc đi khỏi. Ok. Một ly như thế này là bao nhiêu kíp? Cái ly là ly 10 ngàn ạ. À, 10 ngàn kíp thôi. Dạ. Mà to đùng như thế này đấy hả? Dạ. Chị thì buôn bán xương xa, xương sáo này giống như ở Việt Nam vậy á. Dạ, dạ. Còn anh thì làm cái công việc gì ha chị ha? Rong phụ ở nhà rồi làm phụ. À, chị làm phụ để làm ra để bán ở đây thôi. Là mình bán từ sáng đến chiều hay sao? Em bán từ 12 giờ trở lên. Tại vì làm cho nó xong rồi 12 giờ mới được ra mà. Dạ. Dạ. Mình có nhà cửa ở đây hết chưa chị? Có ở đây hết. Mình là công dân Lào luôn hả? Hay là mình có quốc tịch Lào chưa? Không, em còn Việt. Còn Việt. Dạ, còn nhưng mà Việt. Bên bố em là dạ, các quốc tịch là chồng thì vô Lào. À. Cũng Việt giống nhau nhưng mà vô Lào. À. Em không vô. Em mình đi Việt. Sao nôm nó? Vậy là 2 năm thì em ở Việt Nam thì 2 năm đi học 2 năm mới về Lào một lần hả? Không ạ, mỗi năm về 2 lần. Mỗi năm về 2 lần. Dạ. Cái chi phí học thì nhà nước lo hết luôn. Dạ đúng rồi ạ. À, ăn uống thì sao? Mình tự ăn, tự uống. Dạ, có chỉ một tháng mình được học bổng. Dạ. Thường thì em đi học mỗi tháng như là tính tiền kiếp là bao nhiêu tiền? Mỗi tháng thì ví dụ tính để xin phép bạn ạ. Giống như bình thường là em được 3 triệu. 3 triệu kiếp? Dạ, không 3 triệu tiền Việt Nam. À, thì khoảng hơn 2 triệu kiếp ha. Dạ.
Hiện tại thì trước đây thì 3 triệu tiền Việt Nam thì khoảng 1 triệu kiếp thôi. Dạ, 1 triệu hơn. Dạ, 1 triệu hơn tiền kiếp. Dạ. Đây là một người Việt, bạn này là chuẩn bị đi học thạc sĩ ở Hà Nội. Bạn tên là, em tên gì anh luôn? Mina. Mina, dạ. Rất là xinh gái. Và được học bổng Lào Đại Thọ đi học ở Việt Nam. Mẹ chỉ ngày mai, ngày mốt là em sẽ đi lại Hà Nội hả? Dạ, à, trong tháng này ạ. Trong tháng này? Dạ. À, ở Việt Nam thì đối với em thì nó có ẩm thực ở Việt Nam đối với em nó có quen không? Cũng quen ạ. Dạ, dạ à. Tại vì em cũng gốc Việt nên cũng không xa lạ lắm. À, cái chi phí học ở Việt Nam so với em ở đây thì có cao so với cái thu nhập của ba mẹ mình không? Cũng được, cũng không cao lắm. Dạ. Em thì thứ mấy trong gia đình? Có ba chị em ạ. Dạ. Em là thứ mấy? Em thứ nhất, em con đầu. Còn hai em nữa? Dạ. Vì sao em lại chọn du học ở Việt Nam mà không chọn du học ở những nước khác? Em thi đỗ lấy học bổng. Dạ, thường là người Lào là xong lớp 12 là người ta thi lấy ai được học bổng, được đi nước nào thì đi. Thường là những cái nước nào? Có người Lào thì có đi nhiều nước. Nhiều nhất là có Việt Nam và Trung Quốc. Việt Nam với Trung Quốc? Dạ. Vậy tại sao em không học ở Trung Quốc mà lại học ở Việt Nam? Lúc đó em thi đỗ được Việt Nam nên em cũng đi Việt Nam. À, cho anh hỏi một tí xíu thì Việt Nam thì cũng có khá là nhiều trường đại học và đặc biệt những cái nơi mà nó phát triển nhất như là ở Sài Gòn hay là ở Hà Nội. Thì tại sao em biết đến Quảng Nam và em học ở Quảng Nam? Ý là mình đi du học như vậy là mình không thể tự chọn đại học được. Dạ. Người ta sắp xếp trường nào mình phải đi trường đó. À, trước đây thì em nói là bao nhiêu lâu thì em mới về lại Việt Nam một lần? Thường là giống lúc không có dịch thì một năm em về hai lần, có lúc hè với là lúc Tết ạ. Dạ. Vậy là bà ngoại, nhà ngoại thì vẫn còn ở bên đó? Rồi, bên cả ngoại nội ở đây hết rồi ạ. Ở đây hết rồi? Dạ. À, em về đó thì có dòng họ người thân hay sao? Dạ cũng không ạ. Kiểu là một năm là có sinh viên Lào đi nhiều, tầm khoảng gần 100 người được một năm. Dạ. Vì cái chỗ em học á nên cũng không khó lắm, cũng có bạn bè không buồn. Quảng Nam vậy thì sẽ gần với lại Huế nè. Dạ. Cũng không lạ lắm tại vì đây gốc em cũng gần đây. Món ăn cũng không khác nhau lắm. Dạ. Đối với em thì sinh viên anh cũng thường trước đây anh gặp một người người gốc Lào. Dạ. Bạn đó là con của cán bộ công chức ở Lào. Thì bạn đó cũng chọn du học ở Việt Nam mà nó học ở Huế. Thì đối với em thì cái việc gì mà gây cho em nó khó khăn nhất ở khi ở Việt Nam? Đối với em thì xa nhà thôi ạ. Còn đó thì không có gì. Dạ. Giáp hả bác nè? Giáp hả? Bạn này thì rất là dễ thương và rất là giỏi luôn, chuẩn bị đi học thạc sĩ để mà về phục vụ cho nước Lào. Dạ. Tại vì nhà nước là tài trợ mà. Mỗi ngày như thế thì thu nhập khoảng bao nhiêu kiếp vì từ việc bán này, bán những cái nước uống này ha cô? Bán nước uống vậy chứ một ngày cũng được 1 triệu hơn. Ồ, một triệu hơn nhưng mà mình chơi 500. 500 kiếp một ngày là thu nhập cũng khá là cao so với mặt bằng chung của Lào đúng không? Không, cũng cao. Mẹ thôn là cao rồi đó. Thôn rồi đấy. Bán từ giờ này cho đến bây giờ cô. Thì bỏ phải lo này. Chị, em cái đem đi. Bán bây giờ chưa đấy, tới 8 giờ tối. Tới 8 giờ tối là nghỉ rồi. Dạ. À. Khi mà ra đây là 12 giờ. Nhưng mà con không hiểu á, là có nghĩa là ba mẹ thì được sinh ở đây thì quen sống với một cái nếp sống đó là đa số là người Lào ở đây, thì tại sao mình làm cách nào để mình giữ được cái ngôn ngữ của mình, đó là ngôn ngữ tiếng Việt của gốc ông bà của mình sinh hoạt làm như thế nào hả cô, để giữ được cái ngôn ngữ đó? Không, tại vì mình ở Lào nhưng mà mình cũng cứ vẫn học tiếng Việt, học tiếng Việt
Rồi trong nhà người Việt là nói tiếng Việt với nhau, còn ra ngoài là nói tiếng Lào. À, em con có nghe nói là người Việt của mình á, khi mà học ở trường ở Lào đó thì học tiếng Việt từ năm lớp 1 đến lớp 5 có phải gì không con? À rồi sau đó là mình sẽ học tiếng Lào. Lào hết. Dạ. Yeah. Dạ. Chỉ là mình làm cho con mình đi học thêm ngoài, học tiếng Việt thêm. Sinh hoạt ở trong nhà thì gia đình mình cứ nói tiếng Việt hết. Vâng. Dạ. Vậy mình có thường ăn những cái món ăn của Việt ở trong cái gia đình của mình không, hay là mình sẽ ăn theo cái phong cách của người Lào luôn? Ăn phần nhiều luôn là ăn Việt. Dạ. Dạ. Thường thì ở gia đình của mình thường sẽ nấu món gì ăn nhiều nhất? Cùng cơm canh xào. Dạ. À, khô vậy đấy. À. Cùng ăn của giống Việt vậy. Dạ. Nhưng mà cũng nếu mà muốn ăn thức ăn Lào thì mình lại đi mua. Người nào bạn? Tại vì con được biết thì cái nếp sống của người Lào á, thì họ rất là thích ăn nếp và với lại đồ nướng, chẳng hạn như là thịt hay là cá hay là gà. Đúng, mỗi lần người ta làm cái gì gỏi á, là tum sùm gỏi đó, gỏi á. Dạ. Mà điều của người ta không phải gỏi giống mình, là họ kêu bằng gỏi với đâm sùm với dạ. thịt nướng thịt gì vậy đó người Lào. Dạ. Đối với cô thì cái việc mà cho con của mình đi học ở ở Việt Nam đó, dạ, thì nó có nhiều khó khăn không? Cũng có khó khăn cho anh học, nhưng mà nó học được bổng á, nó mình được cái này. Dạ. Mình được cái này là không được tiếp chút. Dạ. Tiền á. À, có nghĩa là khi mà nhà nước hỗ trợ thì mình sẽ đỡ cái chi phí học hành, chỉ còn cái chi phí sinh hoạt và ăn uống thôi. Ăn uống thôi. Dạ. Dạ. Nó đỡ nhiều. Dạ. Đây là em anh Ami hả? Mina vẫn đang buôn bán cho này. Thấy bán cũng khá là đắt luôn ha. Dạ. Bán đi. Cái củ đó là củ gì vậy Mina? Củ sen. À, sen này ở Lào luôn hả? Sen Lào. À. Cái này là mình nấu theo theo cách của người Lào hay là của người Việt của mình? Những cái loại nước này nè con. Của người Việt mình. Người Lào nấu không biết nấu, họ nấu không ngon á. Dạ. Không biết nấu đâu. Dạ. Mình nấu kiểu của Việt mình. Ở đây ít lắm, người Lào ít bán lắm mấy cái này, người ta nấu không được giống mình. Không có cái bí quyết để nấu. Đây là người Lào hết. Người Lào. À, em con có thấy là người Lào tỏ vẻ ra khá là thân thiện. À, họ gặp họ luôn chào hỏi mình và đặc biệt họ sống rất là hiền hòa. Hiền, nghĩa là hiền. Dạ. Công nhận luôn. Công nhận luôn. Sống hồi đó giờ cũng thấy là người Lào vẫn rất là chân chất và hiền hòa hả con ha? Hiền. Người ta không kiểu không cái gì hề. Bè ta có mái và có buồn. Thấy hả mình? Người ta không có cái gì hề. Không có, có nghĩa là người ta không hơn thua. À, hơn thua. Không hơn thua. Dạ. Người ta không hơn thua. À. Ừ. Kiểu người ta cứ làm ăn kiểu của người ta thôi. Dạ. Còn người Việt mình lên đây làm ăn ở Lào được mấy năm trước được. Bây giờ tiền nó mất giá đi rồi nó người ta mới về lại đó. Nhân uống không? Em uống không? Uống đi. Em uống xem coi. Đây là gì anh, nước mát hả? Đây là nước mát. À, nước sâm. Đây là nước sen nè. Bạn này là sinh viên Lào tại Việt Nam nhưng mà gốc là người Việt luôn. Dạ. À, này đi học cho mát. À. Đi vậy người. Mina ơi. Dạ. Cho anh một ly giống gì nữa. Một ngày thu nhập như thế này á, là của cô với lại Mina bán từ 12 giờ đến 8 giờ tối là 500 ngàn kiếp. Thì nó khoảng tương, nếu như mà trước đây này nó 1 triệu hơn, nhưng mà mình lời thì... Lời được 500 ngàn kiếp, bán được 1 triệu cũng khiếp không? Mà cô nói là món này được nấu theo phong cách của Việt Nam chứ không phải là theo phong cách của Lào. Và cái người Lào thì không biết nấu theo cái kiểu món như thế này. Dạ.
cô chắc có lẽ là cô thì là người Việt kiều mà sống ở đây lâu nhất, thì có khi mà bao giờ là cô nghĩ là mình sẽ trở về? Mô Phật mẹ, mô Phật, mô Phật. À, cô vẫn nhớ cái từ mô Phật à, khi mà khi mà vô tình làm đổ một cái ly nước như thế này nè, tiếc lắm, nhưng mà thôi chắc làm đi khác rồi sao vậy? Không sao, làm đi khác. Cô cái câu mà cô thốt ra mỗi khi mà gặp cái chuyện gì nó hoảng hốt, mô Phật mô Phật. Ê, anh lỡ làm đổ rồi à, làm lại không sao đâu, tiếc quá. Chứ tiếc gì, bớt giá không? Làm đổ đi đó có tính tiền không? Không tin đâu. Không tin đâu. À, vì cô sống ở Lào á, nên thành nữ là cái cách sống của Lào rất là chậm rãi và thân thương luôn. À đây, anh uống lại ly này đi. Cô có khi nào cô nghĩ là sau này cô sẽ về Việt Nam, cho con mình về Việt Nam khi mà con mình học ở đây không, hay là sẽ ở đây luôn? Về ở à? Ồ, không có, không được nghỉ luôn. Tại vì mình đâu có quen đâu. Dạ. Nếu mà con mà sau này nó có mà lấy chồng hay làm sao đi nữa thì chắc nó ở, mình cũng ở đây, nhưng mà cũng đi qua chơi, qua gì vậy thôi, còn chưa biết, không được, không có cái ý để về ở. Nhưng mà Mina có bạn trai chưa? Chưa, còn đi học. Mina ơi, có người yêu chưa? Đây là một cái chiếc xe xám lọ, là một chiếc xe khá là phổ biến của người Lào. Họ đèo sang một bên như thế này nè, dạ, để mà chở đồ ăn. Cái chiếc xe này làm hết nguyên cái khung bên đây mắc tiền không cô? Làm cái này không biết làm khi đó mấy triệu á, 4 triệu hơn. Cũng mắc chứ. Làm khi làm mà bây giờ là phải 6-7 triệu. Ồ, khủng khiếp không? Tôi đây. Rất là giỏi luôn mẹ, chị đứng đây rồi Mina sẽ tiếp. Sẽ phụ tiếp. Và sau này là một thạc sĩ ở Lào, thạc sĩ du học ở Việt Nam nhưng mà phục vụ cho nước Lào. Mina là biết được 4 thứ tiếng luôn, tiếng Lào, tiếng Thái, tiếng Anh và cả tiếng Việt Nam. Một cái cô sinh viên người Lào gốc Việt, rất là giỏi luôn. Ê Mina, dạ, sau này em có dự định là lấy chồng Việt Nam không? Dạ, em chưa biết ạ. Anh hỏi thiệt này, em trả lời thẳng nha, thiệt nha. Em có bạn trai chưa? Dạ. Hả? Đang còn học. Dạ, chưa. Chưa mà sao ngại ngùng, mà sao trả lời chậm rãi vậy? Có mẹ đâu dám trả lời đâu. Còn học chưa cổ. Chắc có lẽ là mẹ thì gặp mẹ thì cũng không dám trả lời đúng không? Áo nhắn là. Xinh gái quá mà. Hả? Ủa, ừ. Cái nước này rất là ngon luôn á Nhân. Ở đây có nằm một thao luôn, nằm một thao rồi nước mát. Một ly như thế này là 10.000 kiếp. Mà ly của Bùi Ghiên, ly của Bùi Hồ uống ngày hôm nay là tới 20.000 kiếp đó. Có một cái nước gì nhỏ nhỏ mà gắt gắt vô cho nó thơm Nhân. Cái nước gì mà nó gắt vô cho đó. Dầu hào. Dầu hào hả? Dầu chuối, người Lào vậy mình kêu bằng dầu. Dạ, dầu chuối, đây nè. Ở đây họ kêu. Dầu chuối này là của Thái. Của Thái hả? Dạ. Nãy giờ đứng bán không kịp luôn. Mina ơi, dạ. Cái này là tiếng Thái đọc là sao? Nhìn nôm mèo, kiểu tiếng Thái với tiếng Lào là người ta kêu nôm mèo á. Nôm mèo là giống là sự... cái mùi mình là kêu bằng ấy hả, mà người ta kêu nó mèo là sữa mèo. Sữa mèo. Ôi, ủa sao gọi là sữa mèo? Không biết, nó để dân đó là nó họ kêu sự người ta kêu vậy thôi. Đó kêu vậy thôi. Nó mèo. Hôm nay thì anh xin phép em với lại mẹ thì mai mốt về Việt Nam sẽ đăng cái đoạn clip này lên để anh quay về cái cuộc sống người Việt ở Lào cũng như là cuộc sống sinh hoạt của người Lào vậy mà. Em làm cho anh thêm một ly nữa cho Nhân, nãy giờ Nhân khác lắm mà. Cùng là người Lào, cùng là người Việt với nhau á, thì gặp nhau trên trên đất Lào đó, nó có cảm giác gì đó nó thiêng liêng lắm.
Dạ, đặc biệt là như cô ở đây nè, cô ở nhà thường sinh hoạt và thường thường chỉ cho Mina hoặc là mấy chị em của Mina nói tiếng Việt. Dạ. Và thậm chí ở đây là cô chia sẻ một cái câu chuyện rất là hay, đó là ở đây ở Lào á thì sẽ là các bạn học sinh sẽ học tiếng Việt từ năm lớp 1 cho đến lớp 5. Và sau đó thì các em sẽ được học tiếng Lào hết luôn. Dạ. Đó là một trong những cái cách rất là hay để mà giữ gìn cái ngôn ngữ tiếng Việt ở tại nước Lào. Dạ. Cái trường Việt của mình hiện nhiều không cô? Trường mà dạy tiếng có tiếng Việt á. Thì coi nghe xóm Tân An, xóm nào là có trường đó. À, dạ. Đó, phải xóm nói là nào? Xóm nào là có trường đó thì phải nói là cô nói như vậy á, để biết người Việt của mình sống ngay tại tỉnh Nam, tại tỉnh Champa Sắc này ở phía nam của nước Lào á, nó rất là nhiều. Dạ. Nhiều lắm và dạ. Đi đâu cũng phải gặp người Lào, người Việt tại Lào. Dạ. Và thấy cái cuộc sống của người Lào á, sống ở đây rất là thanh bình. Và những người mà Bùi Hồ đi từng gặp á, là Bùi Hồ thường hỏi một câu là sau này có muốn lại về Việt Nam sinh sống không, khi tỷ lệ tỷ giá tiền kiếp so với Việt Nam đồng trượt á, thì các cô, các chị cũng như là các em thường trả lời một câu là cũng chưa bao giờ nghĩ tới đâu. Tại vì ở đây thì sống cũng rất là hiền và có những người thì rất là thương mến cái đất nước Lào. Nó hiền hòa và nó nhẹ nhàng lắm. Tại vì đây, mình quá quen sống ở đây quá lâu rồi á. Yeah. Mình không có, nói ra mình nếu mà mình có ông bà hay là ai bên đó thì mình còn có cái ý là về Việt. Bây giờ mình quay về không biết ai thì sao về kiểu nào đấy. nhưng mà con thấy thì sống ở đâu cũng vậy, có công ăn việc làm thì nó tốt thôi. Dạ, đúng, dạ. Thì hôm nay thì tụi con ở đây gặp được cô với lại Mina là một người Việt tại Lào, thì chúc cho cô luôn có sức khỏe dồi dào, mua may bán đắt và đặc biệt là được nhiều thành công trong cuộc sống. Có dịp nào đó thì cô quay trở lại thăm quê hương Việt Nam tươi đẹp. Đi hoài nhá, đi hoài á. Cô về miền đi Nam mà đều đi chùa, đi núi. Đây cái tiền con gửi cô. Lấy 2 ly cũng được. Không, cô lấy con 3 ly đi, con ủng hộ cô mà. Chắc có lẽ là đoạn clip khá là dài, thì đây là một cái khu chợ rất là lớn của người. Cảm ơn nhé, cảm ơn nhiều. Dạ, của người Lào, của người Lào, nhưng mà ở đây cũng khá là nhiều người Việt sinh sống. Thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở chuỗi video clip sau về cuộc sống nếp văn hóa tâm linh của người Lào cũng như là cuộc sống người Việt tại Lào. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn.